Ơi không, cô y tá này ít đẹp nên ông đội chịu không nổi, rất yếu sắp hẹo tới nơi rồi Tân trang lại y tá gấp gấp, tóc sơ rối quá, gội lại đầu bằng dầu gội keo hút này đi Ô ông đội tỉnh dậy được một tí rồi lại siêu tiếp, vẫn chưa khá hơn là bao Ô có kim khâu đồi tất mang vào cặp chân đầy lông kia đi, nhìn gớm vãi ồ tóc ông đội đen lại luôn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn Ồ có cái máy hút mỡ, hút bớt mỡ bụng đi Ô ông có thể hạ bụng được rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh nhịp tim đập tốt hơn. Ổ lấy tấm rèm cửa này mặc vào cho đẹp nè. Ổ tóc ông bọc ra um tùm như trai trẻ luôn thật vãi hỏ, vẫn còn sự tiếp na trời. Ổ cô dĩa dưa leo đắp mặt cho trắng. Ồ trời mó ông nội trẻ như tuổi 20 luôn, giờ ông tình hết còn xỉu nữa rồi. Ồ ông nội có da có thịt vạm vỡ hơn luôn, ông nội độc lạ bình bông nhìn gái đẹp là trẻ lại luôn. Gọi xong ông nội trẻ lại như thời trai trẻ luôn. Ai muốn trẻ đẹp thì ở gần gái xinh là được nhé. À mà nãy giờ ông ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần nhỉ? Ai biết xin hãy comment bên dưới nhé. Trong tủ lạnh có nhiều xúc xích mua từ 20 năm trước mà chưa kịp ăn, giờ phải làm sao đây? Ham ăn mua cho lắm vào, chất đống trong tủ lạnh, giờ để đây không biết làm gì, nếu không biết làm gì thì ăn đi chứ đứng đó ngó. Nhầm nhầm ngon vãi. Ồ trời má để lâu năm quá ăn rồi chết con bà nó luôn, thật vãi hò. Cũng may tôi có giáp hồi sinh nên làm lại từ đầu, lần này không cho cô gái ăn nữa mà cho cái cây ăn. Chết luôn, đỡ phải tưới. Vẫn còn dư nhiều vãi, đem đi nhen lửa, đỡ tốn củi, ô bức tượng cầm cây kiếm xấu vãi, cầm cái này đẹp hơn, rất tốt cho sức khỏe, ô miếng thép trong tượng bị đứt, lấy xúc xích nối lại luôn. Ồ tivi tự nhiên mở lên Cho tivi ăn luôn Ồ cái ghế này bị nghiêng ngồi không được Kê vào là có thể ngồi tiếp Ồ ở kia có con rán Cho nó một cây Chết bà nó luôn Ồ hóa ra là nhà người yêu cũ ở đó Cho một cây luôn ổ có cái điện thoại, đem gửi thêm cho người yêu cũ một cây nữa, giải quyết thành công. Bạn trai quên qua phở bò hẹn hôm nay gặp, không biết nên ăn gì để cho đẹp đây. Quá dễ, chuyện gì khó cứ để tôi lo, trước tiên nên ăn sỏ lông đi. Cầm vờ lai like rất xinh đẹp luôn, tiếp theo sẽ là dâu nhập khẩu phun thuốc trừ sâu. Chấm chấm trên mặt, rất xinh đẹp, tiếp theo sẽ ăn táo. Tâm hồn to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng, tiếp theo sẽ ăn lươn xào một nắng. Vòng eo con kiến, nhìn là mê luôn. Hả? Tiếp theo sẽ ăn măng non thon thả. Chân dài và thon, bạn trai nhìn sẽ chảy rãi cho mà xem. Tiếp theo sẽ ăn cây kẹo bông gòn năm 1800. Nhìn như con bóng lông xuyên, rất đẹp rất vãi ò. Cuối cùng sẽ là ly sữa 100% chất bảo quản. Trắng nay tức thời, trắng như chị và lắc luôn. Như này rất đẹp rồi, mở cửa cho bạn trai bất ngờ nè he hi hi hi. Cái gì thế này? Sao ban ngày mà lại có ma thế? Mẹ ở cứu con. Ồ đẹp như này mà sao tên kia lại bỏ chạy nhì, thật khó hiểu, rút kinh nghiệm lần này sẽ ăn đậu hũ trước. Mẹ tròn con vuông là có thật, tiếp theo sẽ ăn món ốc vòi voi bỏ bịch nhựa. Mũi cao và dài rất đẹp mắt, tiếp theo sẽ hốc hết trái dưa hấu luôn. Ủ ăn dưa hấu xong tâm hồn trở nên rất tốt đã à nha, tiếp theo sẽ ăn bánh donut nết mốc xì. Rất mũ mím, đàn ông mới yêu, tiếp theo sẽ ăn cái giỏ heo ba ký rưỡi. Rất mũ mím nhưng có gì đó không đúng, thôi kệ đi, tiếp theo sẽ ăn hành lá xanh. Tóc rất đẹp, rất thù tính What? cuối cùng sẽ uống cốc cà phê đen cho tỉnh táo What? bơ phẹt giờ thì mở cửa đón bạn trai thôi nào ồ trời má ở châu á sao lại có người châu phi thế này tôi nhầm nhà rồi bãi bay ồ đẹp như này mà sao thanh niên kia lại chê ta gu thẩm mỹ của thanh niên kia thật khó hiểu mà sau một tỷ lần làm lại cuộc đời cầu mong ông trời cho con lần này đừng có xịt nữa What? trước tiên sẽ ăn của trứng gà trước đi hen What? mặt tròn như của trứng gà xấu vãi cả hò tiếp theo sẽ ăn chê gì nhé mắt to tròn nhìn xấu vãi cả hò tiếp theo sẽ ăn của đu đủ tâm hồn vừa vặn, rất tốt cho sức khỏe tiếp theo sẽ ăn sô so cô la ba ký đường cho một thanh What? ăn xong ba đi thon gọn lại rất chi là đẹp tiếp theo sẽ ăn củ cải trắng 100 ngàn năm tuổi chân rất thon ngon bổ dưỡng Hả? tiếp theo sẽ ăn rong biển cho tóc nó đen đúa đi cuối cùng sẽ ăn bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 2 ngàn một ổ What? như này không biết ông kê chưa nhờ em ơi em đẹp lắm trong ảnh thua sang ngoài đời luôn bây giờ hai chúng ta đi uống nước mía nhé ô thằng dở hơi này rất tinh tế à nha thời tiết nóng được như này mà uống nước mía là hết sài con bà bảy <laughs>